Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm quốc nội GDP giai đoạn 2016-2019 khá cao, bình quân 6,8%. Song song với tăng trưởng kinh tế, năng lượng đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng cũng tăng theo. Đứng trước thực tế trong bối cảnh các nguồn tài nguyên năng lượng trong nước đang dần cạn kiệt, nhưng lại phải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng trưởng cao, Vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng đang là thách thức lớn cho ngành năng lượng Việt Nam. Từ kết quả thành công của dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2019, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục thúc đẩy thị trường đầu tư cho dự án tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ các hoạt động của chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, VNEEP3 và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam KOICA tiếp tục tài trợ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại thực hiện dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh. Dự kiến thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của dự án là đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu